mà chị phải tự chị hai giờ lâu một số tông trò đã lâu mà thế hai ông trò đã lâu mà thả mình chỉ thế nó chẳng có gì sự đâu cô nó mình chỉ thế bỏ đã lâu mà chút cho đua học về thì đã lâu rồi chỉ mua chơi nho chỉ mua kể một thế là chị hồ được đã lâu mà thế loài ở chỗ mình chính như để tránh như loài và cho bây giờ này có nó mua tan này nó mua sợ tông xe nó bỏ nên chỉ tết sợ chờ là ra nên là cho này như chạy chạy ông gỗ tôi chú xe luôn là cái hút tua nông xe ra nó đi chạy ra nên ho là đến nay chỉ lỡ nó này chỉ tiền chỉ tan rồi Tenetis. Thế cơ ấy chú ấy thì là chúng thả thế chúng xá thế bò thế chỉ cho là tiếng mua ấy nhưng khơi đài lời là tiếng khơi lòi nhưng người ta thấy nhẹ nên thế nói nhẹ chỉ có mua chú ấy thì lúc xé xá thì có quân đội nó thua phần hả cái
cái sơn da nó sụp xe cháu tôi đu xía là yêu nó là cái kia tôi chưa có cái kia tôi chưa có đó chứ cô mà chưa nhiều mà cũng xả tiền thì các chị tôi tới nè mà chị cho má má tiêu dùng sữa hay thâu lên đó đó lo tiêu dùng cho nó tiêu chí mỗi ngày chị à chị mà ô chị lo lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lần đã tôi cậu đê lo đó.
để tôi có đèn đu gió cơ này lo với bé đó. Nên để tôi đèn để đu gió cơ này lo tính nó cha. Mình đợi lát tí. Tăng là tăng tăng e chị bố giờ tăng e để cho muốn là nhất xe cho chúng hả? Ờ. Mình đỡ mà muốn ra tay mía nhớ tiêu. Chị nhớ chị tổ, chị là nhớ mình coi. Thấy hát tổ chị mình chá, thân nhớ xe. Thấy lúc qua cũng là xí tao với tổ co. Chị có hát tổ chị tâm băng lọ. Hát tổ chị tâm băng lọ, anh hà. Hát tổ chị nói. Mà ba cơ. Mà cũng là ba cơ là ba được coi nhà được. Nhớ cho tôi mà sư bác cơ. Thế chú nhớ nhớ xưa. Để sao cô qua, sao cô qua tránh chỉ công một mò. Anh nhớ chị, những câu chuyện tôi thấy chị nên là nhớ là cái gì mà chỉ có từ lâu lịch sử thôi, mỗi cái xe tôi là nhiều cơ, số e là chỉ số chỉ số chạy rồi. Nhưng mà hãy tiêu chí này chỉ suy hại của tôi là tôi chỉ sợ em suy hại mà tôi chỉ có nói như thì cậu chê hết chứ rồi. Ôi nhà bố có chị chị lại Cho
để ta lo thứ thật chứ không khá nói cái đó thì tôi cái cụ thể nó phải là cái đó gì thì cho kịp một cái tiền kế à có sẵn một điều kiện đó thì có mà tôi còn được con à cô chưa thu nhau mà tôi còn được con thì để tạo ra tiền thì tôi thế nó có chuyện mà đi coi là cái gì đi coi thì nhưng mà nó có chuyện nó nói em chỉ bán đồ này một câu chuyện chuyện nó là cũng nên để tôi đi chứ thì cô sợ thì chúng